Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chiếu Ba Duy. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là ghê nha. Và hôm nay Duy lại tiếp tục gửi tới cho mọi người những câu chuyện ma của rất là nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho kênh của mình. Trước khi mà nghe chuyện ma, mọi người cũng đừng quên like và đăng ký kênh YouTube này giúp Duy nha. Những bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Có một cái vấn đề mà Duy muốn nói với mọi người, đó chính là có rất là nhiều bạn yêu cầu Duy là làm một cái chuyện nào đó dài hơn một tiếng đồng hồ đi. Thì Duy xin trình bày với mọi người như thế này. Có nghĩa là một cái clip bình thường, Duy chiếu lên cho mọi người xem thì nó tầm khoảng 24-25 phút đổ lại. Tuy nhiên, trong những cái tập chuyện đó, nó bao gồm tới 2-3 câu chuyện dài lận mọi người. Sở dĩ do chuyện của Duy á, cái clip nó bị ngắn, đó chính là mọi người để ý đi. Cái clip của Duy, Duy có tua lại mà. Chứ Duy đâu có để tốc độ bình thường đâu, lúc nào Duy cũng nhân lên 1,1 lần hết. Cho nên nếu như mà mỗi cái clip của Duy, Duy không tua nhanh lên á, thì nó có thể trên 1 tiếng đồng hồ lận đó mọi người. Tại vì Duy không thích nó lê thê, Duy không thích nó dài dòng quá, cho nên là Duy tua lại cho mọi người nghe nó có cảm giác là cuốn hơn. Nhưng mà dù sao á, thì Duy vẫn cố gắng up clip nó dài dài cho mọi người xem. Ví dụ mọi người có thể để ý đi, những cái kênh kể chuyện ma khác á, những anh chị đó người ta đâu có tua cái giọng người ta đâu. Thành ra là cái clip của người ta rất là dài. Cái thời lượng clip của người ta nhiều khi trên 1 tiếng đồng hồ luôn nữa. Thì cái điều đó nó khác nhau chỉ ở cách kể chuyện của mỗi người thôi mọi người. Cũng cùng một câu chuyện, nhưng mà người khác, người ta muốn đào sâu hơn để cho người nghe người ta có thể tưởng tượng nhiều hơn. Nhưng mà Duy thì khác, Duy muốn mọi người nghe cho nó nhanh nhanh xíu. Đó là cái cách kể chuyện của Duy rồi. Thì đó cho nên, dù cho có kể chuyện nhanh hay là kể chuyện chậm, Duy cũng hy vọng được mọi người đón nhận nha. Còn bây giờ không có lòng vòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào cái tập chuyện ma của ngày hôm nay. Theo như cái lời yêu cầu của rất là nhiều bạn, kêu Duy là kể về những câu chuyện liên quan tới thiên linh cái, giống như là cái bộ phim Thất Sơn Tâm Linh nói về cái ông thầy hai tửng ở Đồng Tháp đó mọi người. Và vô tình, hôm nay Duy cũng được một cái bạn ở Cà Mau, bạn đó gửi về cho Duy một cái câu chuyện rất là ghê. Câu chuyện này, cái mô típ của nó cũng tương tự như cái câu chuyện của ông thầy hai tửng vậy đó. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện nha. Cái câu chuyện này á, nó xảy ra ở khúc cuối kinh 90 ở dưới Cà Mau á. Nếu như bạn nào ở Cà Mau mà gần những con kênh á, chắc chắn sẽ biết tới khu vực này. Bạn kể á, thì ở khu vực đó có một cái ông. Ông này á, thì bạn gọi là ông Tám. Hiện tại thì ông Tám cũng đã ngoài 90 tuổi rồi. Cái câu chuyện này á, thì nó xảy ra cách đây 30 năm trời rồi. Thời điểm đó thì cái người cô Tư của bạn á, cô Tư này mới sống ở ngoài cái kênh đó để mà làm vuông. Vuông này á, thì nuôi tôm nuôi cua gì đó thì bạn không có nói. Cho nên là người ta mới cất một cái chòi ở đó để mà sinh sống tại ngoài cái ao đó luôn. Thì cái thời điểm đó, cái chòi của cô Tư cùng với cái chòi của ông Tám này á, ở kế bên nhau à, chỉ đi có mười mấy bước là tới thôi. Mọi chuyện rất là bình thường cho tới một ngày. Ngày hôm đó ở trong xóm mới nhốn nháo lên vì có một cái sự việc khá là ghê. Đó chính là ở phía ngoài cái vuông của cô Tư bạn á, ở ngoài đó có một cô gái cổ chết đuối. Mà cái cô gái này á, lúc đó cổ mới có 18 tuổi thôi. Rồi thì người nhà của cô gái này cũng đem cổ làm đám tang, rồi đem đi chôn cổ. Ngày xưa đâu có chôn mã đá như bây giờ đâu, ngày xưa chỉ toàn chôn mã đất thôi, cho nên rất là dễ để mà đào lên. Và rồi tối đêm đó, cô Tư của bạn chứng kiến một cái cảnh tượng rất là kinh hoàng. Do là hai cái chòi cũng sát bên, mà cái cô đó, cổ cũng được chôn gần nhà của cô Tư luôn. Cho nên đêm đó, khi mà cô Tư cổ đi ra ngoài, cổ vô tình phát hiện ông Tám á, ổng đang lúi cuối, ổng dùng cây sẻng á, để mà ổng đào cái mộ của cô gái này lên. Sở dĩ mà cô Tư cổ vô tình thấy được á, là tại vì đêm đó, nửa đêm á, thì cô Tư cổ đi ra ngoài cái ao để mà hả cổ thăm cái lờ cua, tại vì cô Tư cổ nuôi cua. Khi mà cổ vô tình phát hiện vậy đó, cổ mới thấy quá trời lạ đi, thì cổ mới đứng nép ở trong nhà, cổ quan sát coi ông Tám này ổng làm cái gì với cái ngôi mộ đất của cô gái đó. Khi mà cô Tư cổ đứng nhìn lén á, cổ mới tá hỏa ra. Trước mắt cô là một cảnh tượng rất là ghê. Tại vì cổ thấy á, ông Tám này á, ổng móc trong cái bị của ổng ra một cái con dao. Mà cái con dao này á, nó đỏ chét, giống như hả là được nhúng qua một cái lớp máu vậy đó. Và rồi chỉ một lúc sau thôi, sau khi mà ổng moi được cái xác của cô này ở dưới cái ngôi mộ rồi á, thì ổng mới lấy cái con dao đỏ chót đó đó, ổng chặt cái đầu của cô gái này, rồi ổng bỏ cái đầu vô trong cái bị của ổng. Mà cái bị này á, chính là những cái bị mà người ta đựng gà đó mà đi đá gà đó mọi người. Lấy cái đầu xong á, ổng chôn cái xác xuống lại như bình thường. Nhưng mà không biết cô Tư của bạn sợ hay là vì một vấn đề nào đó mà cô Tư cổ cũng im luôn, cổ không có nói với ai hết.
cổ mới âm thầm để ý á. Cổ thấy mấy ngày sau á nha, ông Tám này á, ổng cứ mua số đề tới đâu là ổng trúng tới đó. Mặc dù hồi trước giờ á, ổng toàn là thua số thôi, đâu có bao giờ ổng trúng số đâu. Mà tệ hại hơn á, sau đó ông Tám này á, còn làm rất là nhiều chuyện ác nữa. Tại vì á, ổng đem cái đầu của cô gái đó về, bắt đầu ổng mới luyện thiên linh cái. Ổng luyện bằng bùa bằng ngải gì đó không biết. Rồi tối ngày á, ổng cứ sai vong hồn của cô gái này nè, đi quậy phá người ta, rồi làm theo cái lời sai khiến của ổng. Và rồi có nhiều chuyện cô gái này không thể nào làm được cho ổng á, thì bắt đầu hả, ổng nhốt cô gái này lại, rồi ổng lấy bùa lấy ngải của ổng á, ổng hành hạ cô gái này rất là tội nghiệp luôn. Và rồi chưa dừng lại ở đó, có lần ổng còn ếm bùa nhà của chú bạn luôn. Và chú bạn á, ông chú này ổng cũng là một cái người thầy bùa nữa. Và cái người chú này, Duy cũng đã từng kể trong một cái tập chuyện nào đó mà Duy đã quên mất tiêu rồi. Ổng cũng đã từng trục vong hai người bạn của nó, tại vì hai đứa bạn đó chết đuối ở dưới sông. Mà ông Tám này á, ổng ếm bùa kiểu gì không biết. Tới nỗi cái bà thím của bạn, chính là vợ của chú á, chiều nào hả bà thím bà cũng đau trong người hết á, nhức đầu nè, trong người của bà rất là đau luôn. Thành ra bà phải lăn qua lộn lại, chiều nào cũng như vậy hết. Mà ghê hơn nữa, cứ tới chiều chiều thôi là thím lại thấy ngay chăn cái cửa chính, cái cửa trước á, lúc nào thím cũng thấy á, có người con gái đứng thập thọ ngoài đó. Khi mà nghe thím kể lại như vậy á, thì chú cũng đã biết rồi. Tại vì chú á, ổng cũng là thầy bùa mà, cho nên á, ổng đã kêu vong hồn của cô gái này về để mà nhập vào thím, rồi ổng mới nói chuyện với cô gái này. Ổng mới hỏi cô gái á, có phải là cô chính là nguyên nhân làm cho vợ tôi bị đau đớn suốt một cái thời gian như vậy hay không. Nhưng mà cái cô gái này trả lời á, cổ nói không phải cổ làm, mà đó chính là hai cái âm binh ở ngay cái chậu mai, hai cái chậu mai phía trước nhà của chú làm. Mà quả thiệt, ở trước cửa nhà của chú á, ổng có trưng hai cái chậu bông mai rất là lớn. Và rồi á, cái cô gái này á, khi mà được lên khai khẩu rồi nói chuyện với chú á, cổ hết mực van xin chú là cứu cổ đi. Tại vì bây giờ á, cổ chịu hết nổi với cái sự tàn độc của ông Tám này rồi. Ổng cứ nhốt cổ, rồi hả, ổng bắt cổ làm như trâu như chó vậy đó. Đã chết rồi mà vẫn còn không được yên. Cái cô gái này á, còn kể cho chú nghe, ông Tám á, ổng ác tới nỗi hả, ổng kêu cô gái này nè, đi xuống dưới để mà giật số của người ta. Giật số thì nôm na có nghĩa là bắt cô gái này về dưới á, rồi cổ coi coi ngày mai á, số nó sổ ra số mấy. Ở trên đây á, thì ổng quýnh số để mà ổng trúng số. Không những như vậy á, ổng còn bắt cô gái này á, đi phá làng phá xóm, phá hết nhà này tới nhà kia, rồi kêu cổ hả phá luôn nhà ông chú của bạn. Nhưng mà ông chú của bạn á, ổng làm thầy bùa mà, ổng đâu có sợ đâu. Hồi lúc mà chú mới vừa cất nhà xong á, ổng có dán một cái lá bùa lũ ban rất là mạnh ngay trước cửa đó. Thành ra đó có ma quỷ gì dám vô nhà của ổng. Cho nên khi mà hôm nay cô gái này cổ đang ngồi trước mặt của ông chú á, thì cổ biết cổ nên nhờ ai rồi. Cho nên á, cổ mới van xin chú là cứu cổ đi, thì chú cũng chấp nhận. Ngay lập tức thì ông chú ổng mới ra ngoài bàn Phật á, ổng mới lấy ra một cái hình nhân bằng giấy. Ổng lấy xong á, rồi ổng đem thêm một cái hũ nữa. Rồi á, ổng mới đọc một cái bài chú gì đó, giống như là ổng đọc bằng tiếng Phạn hay tiếng gì á, bạn không có nghe rõ. Đọc xong một cái bài chú á, rồi ổng mới lấy cái hình nhân này nè, ổng bỏ vô cái hũ đó, vẽ thêm một cái lá bùa nữa, dán vô để mà trấn yểm. Ông chú ổng nói á, khi mà bỏ cái hình nhân này vô, có nghĩa là cho cái vong hồn của cô gái này ở trong đó một cách rất là an toàn, không còn ai có thể bắt hồn của cổ nữa. Chú tạm cho cổ ở trong đó một thời gian để mà trốn tránh cái ông Tám này, sau đó thì ổng mới cho cái cô gái này đi đầu thai. Còn chuyện hai cái gốc mai ở ngoài trước cửa nhà, hai gốc mai đó thì ông Tám á, ổng đã ếm hai con âm binh ở trong đó rồi. Cho nên chú cũng đã biết, ổng mới trấn hai cái lá bùa ở dưới hai gốc mai đó. Lấy hai lá bùa rồi á, ổng mới bỏ hai cái lá bùa này vào trong hũ, để cái hũ ở đó, rồi ổng mới bắt đầu đọc một cái bài chú. Khi mà ông chú ổng đang, khi mà đang đọc cái bài chú vậy nè, thì ông chú ổng mới kể á, tự nhiên hai cái hũ mà đựng lá bùa nó rung lắc lên, nó lắc nó kêu lọc cọc lọc cọc vậy đó. Chú còn nghe cả tiếng nói ở trong cái hũ đó nữa, nó phát ra tiếng nói, nó kêu là thả tao ra chưa. Và rồi một lát sau, sau khi mà ông chú á, ổng đọc xong cái bài chú đó rồi á, thì cái tiếng nói này nó cũng nhỏ dần và mất đi luôn. Lúc này á, thì chú ổng nói là đã xong rồi đó. Chú còn nói thêm, ba cái hũ này, đó chính là một cái hũ chứa cái vong hồn của cô gái đó, và hai cái hũ chứa hai cái con âm binh ở dưới gốc mai. Chú mới nói, ba cái hũ này á, chú đã đem lên chùa rồi, cho nó nghe kinh kệ, rồi hả, để cho nó hết cái sát khí đi. Sau đó thì người ta tự động đi đầu thai thôi, không cần mở nắp hũ này ra đâu, người ta tự đi luôn. Tuy rằng như vậy á, nhưng mà chú của bạn không có làm bùa để mà hại lại ông Tám. Tại vì chú biết á, chú không cần ra tay đâu, sau này á, thì ông Tám ổng trước sau gì cũng bị quả báo thôi,
Trước sau gì ổng cũng bị nghiệp quật mà. Và đúng y như lời của chú nói, chỉ sau một tháng thôi, ông Tám này ổng bắt đầu điên điên khùng khùng, ngày nào ổng cũng thấy ma về đòi mạng của ổng hết trơn á. Bạn còn nói thêm, chú của bạn còn có cái nghề bốc thuốc bắc thuốc nam rất là hay. Ở chỗ đó thì ai mà bị đau nhức hay gì đó, đi đâu mà khó chữa trị á, thì cứ về đó rồi chú ổng bốc thuốc cho uống, đảm bảo sẽ hết. Do là bạn cũng ghi địa chỉ nhà của chú bạn, chú bạn thì là một cái ông thầy bảy, chỉ cần nói thầy bảy thôi là ở khu vực đó người ta sẽ tự động biết. Địa chỉ cụ thể là ở ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, Cà Mau. Bạn nói thì chỉ cần đi tới chợ Rạch Chèo, chỗ đó có rất là nhiều đò, nói với cái đò nào người ta cũng biết ông thầy bảy bốc thuốc hết trơn á. Cho nên nếu như mà ai ở khu vực lân cận có bị nhức mỏi hay gì đó thì có thể tìm tới thầy bảy nha. Duy thì Duy không có liên hệ, Duy chỉ có địa chỉ thôi. Và đó là hết một cái câu chuyện về bùa ngải ở Cà Mau. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện về hậu quả của một cô gái vô tình đi tiểu trên ngôi mộ của một cái người Tàu. Hay nói cách khác, đây là ngôi mộ của người Trung Quốc. Và nhân vật chính trong câu chuyện này chính là người dì của bạn. Năm đó thì dì của bạn đang học đại học, nhưng mà cái trường đại học của dì á, nó nằm sát bên một cái bia. Cái bia này thì không rõ ở dưới có cái ngôi mộ hay không, nhưng mà giống như nó có một cái bức tượng đá khá là lớn, ghi khắc những cái dòng chữ của người Tàu. Và những cái dòng chữ này được sơn màu đỏ nha. Cho nên là hôm đó đi học về, dì cùng với mấy đứa bạn nữa mới rủ nhau là đi ra đó để mà mướn thợ chụp hình. Bạn nói thì cái thời đó chi phí chụp hình nó cũng rẻ, cho nên cuối cùng là cả nhóm bạn mới nhờ một cái ông đó tới để mà chụp hình giùm mọi người. Khi mà chụp xong cái bộ hình á, dì của bạn mới nói với những người bạn là thôi tao mất tiểu quá à, chắc tao đi ra phía sau tao tiểu một chút quá, tụi bay ở đây chờ tao một chút nghe. Rồi thì những người bạn của dì người ta cũng bắt đầu thì dì đi sâu phía sau đi vô đó để mà tiểu. Mà không hiểu sao bạn nói dì của bạn rất là gan, tại vì phía sau trong đó là một cái rừng dương, rất là nhiều cây dương luôn, vậy mà dì của bạn ngồi xuống đó tiểu cũng hay. Khi mà tiểu xong chuẩn bị ra về, mọi chuyện nó cũng khá là bình thường. Nhưng mà cho tới khi dì về tới nhà thì dì mới nói với ông ngoại là sao con cảm thấy mệt trong người quá à. Lúc này thì ông ngoại tưởng đâu là bị cảm sốt bình thường thôi. Cho tới một hồi dì của bạn bị ói ra máu luôn thì ông ngoại mới tá quả ra. Ông ngoại mới sợ, rồi hả, ông ngoại hỏi là hồi chiều giờ mày có ăn cái gì tầm bậy tầm bạ hay không. Thì dì của bạn nói là không, con đâu có ăn gì bậy bạ đâu. Tới lúc này thì ông ngoại biết cái chuyện chẳng lành rồi, cho nên ông ngoại mới hỏi tiếp. Ông ngoại hỏi vậy thì mày có đi chỗ nào tầm bậy tầm bạ hay là không. Dì cũng trả lời là con đi chụp hình chung với mấy đứa bạn, chụp hình gần trường nè. Rồi ngoại mới hỏi mày chụp ở chỗ nào mày nói tao nghe coi. Dì trả lời là con chụp ở chỗ cái bia gần cái trường của con á. Rồi ngoại mới hỏi tiếp, vậy thì mày chụp xong mày có còn đi đâu nữa hay không. Rồi dì mới nói là dạ có, chụp xong thì con có đi tiểu, con đi tiểu ở trong cái rừng dương phía sau á. Tự nhiên dì mới vừa nói dứt câu thôi, dì mới vừa nói câu là con đi tiểu ở trong rừng dương thôi, thì bắt đầu lúc này dì của bạn bắt đầu đổi sắc mặt liền, không còn là dì của bạn nữa. Bắt đầu dì mới cất lên một cái giọng rất là trầm, giống như là giọng của đàn ông gì đó. Rồi dì mới nhìn ông ngoại, dì mới liếc ông ngoại gì nè. Bà mới nói bây giờ mày phải mau mau ra cái chỗ của tao để mà dọn dẹp, tại vì nó đã đi lên chỗ của tao ở rồi. Nếu như không ra đó dọn dẹp tao bắt nó đi luôn bây giờ đây nè. Lúc này thì tự nhiên ông ngoại hoảng hồn, nhưng mà ông cũng nửa tin nửa ngờ. Xong rồi thì ông ngoại tức tốc đưa dì của bạn lên tới một cái ông thầy. Ông thầy này cũng khá là hay nha. Vừa tới cửa nhà ông thôi thì ông kêu là vô đi để ông chữa cho. Ông ngoại vừa dẫn dì vô tới nhà ông thầy thôi thì ông thầy ông phán một câu. Ông nói nhỏ này nó bị quỷ nhập rồi. Cho nên ông thầy mới vô nhà lấy một cái thau nước tiểu của một cái đứa con nít, ông mới dội thẳng lên đầu của dì luôn. Thì tự nhiên lúc này dì bạn lại bị nó nhập nữa. Nó nhập vô nó mới nói tưởng cái gì, bộ mày nghĩ tao sợ mấy cái thứ quỷ này hay gì. Thì lúc này ông ba mới nói, mày là quỷ phương nào, mày hiện hình ra đi. Nếu như mà không mày đừng có để tao ra tay, tao bắt mày nha. Vừa nói dứt câu thôi thì ông thầy ba ổng mới lấy ra một cái bầu hồ lô. Xong rồi ổng mới bắt đầu niệm một cái bài chú gì đó. Trong lúc mà thầy niệm thì cái vong của con quỷ này nó mới bắt đầu nhỏ giọng lại. Nó van xin ông thầy, nó nói là ôi thầy tha cho con đi, con biết con đi theo con phá người ta là sai, nhưng mà do nó đi tiểu trên mộ của con thành ra con mới quạo như vậy đó. Sau khi mà nghe cái vong nó nói xong thầy mới nói với ông ngoại là đúng rồi, mình chính là người sai trước chứ không phải là cái vong này đâu, do là con gái của ông lên mộ của người ta rồi tiểu trên đó, cho nên người ta mới giận. Thành ra ông thầy mới kêu là dì của bạn chỉ cái chỗ mà dì đã tiểu trên đó đi,
rồi ngày mai dẫn ông thầy ra đó, ông thầy mua đồ để mà cúng. Và rồi sau khi cúng xong á, từ đó về sau là gia đình của dì bạn không còn bị gì nữa, dì cũng không còn hiện tượng gì luôn. Mà được một cái vong này từ đó là người ta cũng đi theo phù hộ luôn, chứ người ta cũng không có còn phá phách gì nữa. Khi mà kể tới đây thì bạn mới biết tâm linh không hề là chuyện đùa, tâm linh hoàn toàn có thật đó. Và câu chuyện cuối cùng hôm nay là câu chuyện ma của một bạn đang ở trọ tại Bình Dương. Cái câu chuyện này á do chính bản thân bạn trải qua và bạn xin cam đoan câu chuyện này hoàn toàn có thật. Cách đây 3 năm về trước, khi mà gia đình của bạn ở trọ trên Bình Dương, ở trên đó học tập và làm việc thì mọi chuyện bình thường. Cho tới cái ngày ông ngoại của bạn mất, bạn về làm đám tang cho ông ngoại á, thì lúc này có rất là nhiều chuyện lạ xảy ra đối với bạn. Cái đêm làm đám tang cho ông ngoại á, nguyên cái đêm đó bạn thức suốt à, bạn đâu ngủ được đâu, tại vì đám tiệc lu bu hết trơn à. Cho tới khi trời sáng, chôn cất ông ngoại xong á, thì lúc này bạn mới mệt rồi, bạn mới muốn là đi vô ngủ. Và rồi á, thì bạn cũng xin phép mẹ cho bạn đi vô ngủ một chút để mà lấy lại sức, tại vì mấy hôm nay làm đám tang á, quá mệt mỏi rồi. Mà bạn á, thì lại là dân An Giang, trong khi ở dưới đó thì đa số người ta ở nhà sàn là nhiều không à. Và nhà của cô ba bạn cũng không ngoại lệ, nhà của cô ba cũng là nhà sàn. Hồi đó giờ á, bạn thường xuyên nghe người trong nhà đồn là ở dưới cái sàn nhà của cô ba á, có rất là nhiều người âm ở dưới đó, nhưng mà bạn không có tin. Tại vì hồi trước giờ á, lâu lâu bạn cũng hay ngủ ở dưới nhà sàn nhà cô ba, bạn đâu bị gì đâu. Nhưng mà cho tới hôm nay á, bạn mới tin hoàn toàn có thật. Chuyện là trưa hôm đó, khi bạn đang nằm võng ở dưới nhà của cô ba đó, tự nhiên đang nằm ngủ á, thì giống như có ai giật cái đầu dây võng của bạn gì đó, giật tới giật lui rất là mạnh vậy nè. Bạn mới giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy ai hết trơn á, thì bạn khá là sợ, cho nên bạn mới nói với mẹ. Nói với mẹ xong á, thì mẹ nói phải rồi, ở dưới đó nhiều người khuất mặt khuất mày lắm. Sau khi mà ngủ ở nhà cô ba bị nhát xong á, thì bạn bắt đầu đi qua nhà của bà nội để ngủ. Nhà bà nội á, thì cũng gần nhà ngoại thôi, hai nhà cách nhau khoảng 2-3 phút à. Qua đó ngủ trưa thì bạn lại bị ma đè tiếp. Mà bạn nói 16 năm trong đời lần đầu tiên bạn mới bị ma đè như vậy. Sau khi bị đè đó, bạn cũng sực tỉnh dậy. Bạn nằm tới một hồi á, khoảng một tiếng sau bạn mới dám ngủ tiếp. Mà vừa vô giấc ngủ thôi á, là bạn bị đè tiếp. Lần này á, không phải là cảm giác người ta đè trên người nữa, mà bạn cảm thấy rõ ràng người ta đang nằm mặt đối mặt với bạn. Mà hả, bạn còn thấy người ta cười với bạn nữa. Rồi bạn cũng tiếp tục đi nói với mẹ. Nhưng mà bạn nghĩ chắc mẹ sợ, bạn sợ, cho nên mẹ nói là chắc do con mệt thôi, đâu có cái gì đâu. Cho tới khi mà cúng thất xong xuôi rồi á, cả nhà của bạn mới trở lên Bình Dương để mà làm lại. Tới tối hôm đó thì bạn lại tiếp tục bị đè. Lần này á, người ta đè bạn giống như hả, bạn muốn tắt thở vậy đó, bạn giống như là chết đi sống lại vậy. Rồi á, thì bạn cũng không quên là niệm Phật. Niệm Phật tầm khoảng vài phút thôi thì bạn cũng được nhẹ nhõm trở lại. Sau tối đêm đó thì bạn có ra ngoài lấy cây dao để mà đặt dưới gối nằm á, thì bạn cũng không bị nữa. Nhưng mà cho tới 4 ngày sau á, bạn lại bị tiếp. Lúc này bạn nghĩ trong bụng á, bạn nói chết rồi, chắc là cây dao đó không đủ để mà làm người ta sợ rồi. Sau đó thì bạn có dùng dao và dùng tỏi luôn á, thì bạn vẫn bị nha. Bạn á, thì bạn sợ làm cho mẹ bạn sợ, cho nên bạn chỉ dám nói với chị của bạn thôi. Bạn kể ra thì chị bạn nói đâu, nếu như mà đã bị người ta đè hoài như vậy á, thì mới mốt người ta có đè, ráng hỏi người ta coi người ta muốn cái gì, người ta cần cái gì nói ở mình hay không. Khi mà nghe chị bạn nói như vậy á, bạn cũng quéo lắm, bạn sợ quá trời luôn. Qua được vài ngày sau á, thì bạn vẫn tiếp tục gặp cái bóng đó. Lần này á, thì bạn cũng có cố gắng hỏi nha, nhưng mà người ta không có trả lời, người ta chỉ nhát rồi âm thầm rời đi thôi. Cho tới tuần sau thì chị của bạn cùng với cha của bạn á, đi làm cả đêm hết rồi, chỉ còn có hai mẹ con ở nhà thôi. Cho nên mẹ của bạn mới kêu là thôi, con xuống ngủ chung với mẹ đi. Vậy là tối hôm đó bạn với mẹ của bạn ngủ chung. Mà bạn nói trời ơi, đêm đó hả, bạn thấy một lượt ba cái bóng đen luôn. Bạn thấy rõ ràng ba cái bóng này á, từ từ mở cái mùng của bạn lên. Hai cái bóng á, thì kéo hai tay của bạn, một cái bóng còn lại á, thì đang cố gắng kéo cái chân của bạn. Mà ba cái bóng này á, đang cố gắng giống như hả, là đang tranh giành để mà cấu xé bạn vậy đó. Rồi á, thì bạn cũng niệm Phật. Một lúc sau thì ba cái bóng này người ta cũng mất tiêu. Tuy là như vậy nhưng bạn cũng không dám nói với mẹ nữa. May mắn sao á, qua ngày hôm sau thì anh trai ruột của bạn có chuyển trọ để mà sống chung với mọi người luôn. Khi mà qua ở chung á, thì anh trai của bạn ngủ cái phòng sát bên phòng của bạn. Nhưng mà hôm đó do là đi đường mệt, thành ra anh của bạn á, chui vô phòng của mẹ rồi ngủ ở trong đó luôn. Khi mà anh ngủ á, anh mới nằm chiêm bao thấy một cái giấc mơ. Giấc mơ đó là anh thấy được Đức Phật luôn. Đức Phật về mới nói với anh á, sao mà chuyển vô nhà này ở
không lập cái bàn thờ để mà thờ ta đi. Ở trong nhà này á, vong âm nhiều lắm, cho nên là lập bàn thờ cúng ta, rồi thờ ông bà tổ tiên đi. Khi mà giật mình tỉnh dậy á, anh bạn mới hỏi bạn liền luôn. Anh mới hỏi là cưng ở đây á, cưng có thấy có hiện tượng gì hay không. Và rồi sáng hôm sau á, là anh liền á, lập một cái bàn thờ để mà thờ Phật, cũng như là thờ ông bà tổ tiên ở trong nhà luôn. Tại vì thường á, cứ nghĩ ở trọ thì không có ai thờ cúng cái gì cả. Sau khi mà anh đó hỏi bạn là em có gặp cái gì không á, bạn cũng kể lại những cái sự việc ở trong nhà cho anh hai nghe. Khi mà nghe xong á, ảnh cũng đã biết ra được cái chuyện gì rồi. Ảnh cũng nói với bạn là anh cũng đã gặp được Đức Phật 3 lần rồi, nhưng mà gặp ở trong mơ nha. Cho tới vài ngày sau thôi, anh hai của bạn á, lại có duyên nằm chiêm bao thấy Phật nữa. Lúc này anh mới nghe Phật nói á, con của con sau này á, là một đứa con trai, và con hãy kêu ông nội bà nội á, xin một cái sợi dây bùa của ông bà nội đưa cho em gái của con đeo trong cái vòng bụng đi, thì sẽ được bình an. Và rồi á, thì bạn cũng xin cái sợi dây đó của ông bà nội, bạn đeo vô cái vòng bụng á, thì bạn không còn gặp những cái hiện tượng lạ nữa. Bạn còn nói thêm á, sở dĩ bạn nói ông bà của bạn biết làm bùa á, là giống như ông bà của bạn có căn điển của Phật về vậy đó mọi người. Rồi á, thì bà nội của bạn á, cũng biết về Phật Pháp. Còn ông nội á, thì ông nội thường xuyên được Đức Phật và cửu huyền về á, nói cho những cái bài thuốc ở trong mơ á. Rồi khi mà ông nội thấy những cái giấc mơ đó đó, ông nội cũng đi hốt thuốc y chang như là lời của Phật, lời của ông bà tổ tiên dạy, rồi đi hốt thuốc cho người ta uống, nhưng mà người ta hết thiệt. Kiểu giống như là ông bà của bạn á, có căn điển bề trên người ta gọi về vậy đó. Nói tới đây á, thì những ai tin tâm linh, tin về căn điển này nọ đó thì người ta sẽ hiểu. Còn những ai không tin á, thì mình có thể nghe cho giải trí nha mọi người, chứ mình đừng có bán bổ. Và bạn còn nói thêm, ông nội của bạn á, còn có khả năng á, cho hồn người ta mượn xác để mà người ta về thăm gia đình nữa. Nghe tới đây á, thì chúng ta cũng đã hết cái tập chuyện của ngày hôm nay rồi đó. Trước khi mà kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube là Dòng Duy nha. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập chuyện ma tiếp theo nha mọi người. Khoan hãy tắt màn hình, nhớ like và đăng ký kênh giúp Duy nha. Duy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.